Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Bậc Thầy Tâm Trí chính là bạn, bạn là Bậc Thầy Tâm Trí của chính bạn. Chúng ta gặp nhau ở đây, bạn xem được video này có nghĩa là bạn đã gửi một vài mong muốn hay yêu cầu của mình đến vũ trụ, hoặc vũ trụ muốn gửi tín hiệu cho bạn rằng đã đến lúc bạn phải thay đổi cuộc sống của bạn, thay đổi con người cũ và trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Dành cho các bạn xem kênh lần đầu, kênh Bậc Thầy Tâm Trí tạo ra nhằm mục đích lan tỏa và chia sẻ những bí mật nhiệm màu của vũ trụ kỳ diệu này, nhằm giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu người thông qua việc thay đổi suy nghĩ, lập trình lại tâm trí và phát triển tư duy. Tôi đã đạt được mọi mong muốn trong vòng 3 năm, bây giờ là lúc tôi muốn gieo hạt với sự cho đi và chia sẻ những bí mật tuyệt vời này. Bởi tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và vui sướng qua từng lời cảm ơn, lòng biết ơn từ các bạn. Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa. Tôi biết ơn tất cả các bạn đã kết nối và cùng lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng Bậc Thầy Tâm Trí. Tôi chắc chắn bạn sẽ nhận lại được năng lượng tích cực đó gấp nhiều lần. Bây giờ, hãy hít thở thật sâu để tâm trí bạn thật thư giãn và tập trung cùng tôi đi đến chủ đề ngày hôm nay. Nếu bạn thường cảm thấy nhu cầu cần phụ thuộc vào sự chấp nhận từ người khác, nhưng trải qua thời gian, bạn bắt đầu lắng nghe tiếng nói bên trong mình, một tiếng nói chỉ dẫn hướng bạn đến những gì bạn cảm thấy đúng đắn. Điều này là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy bạn đang tiến gần hơn đến việc hòa hợp với phiên bản cao hơn của mình. Trong thế giới này, hàng tỷ con người tồn tại, nhưng chỉ có một số ít tìm thấy điều gì đó bên trong họ và bắt đầu hành trình tâm linh. Mọi người thường nói về tiếng nói nội tâm và hành trình tâm linh, nhưng đôi khi, tiếng ồn xung quanh cuộc sống có thể làm họ bị phân tâm. Hôm nay, video này xuất hiện trong cuộc đời bạn, có lẽ đó là một dấu hiệu quan trọng. Tiếng nói nội tâm của bạn đang hướng bạn vào con đường đến phiên bản cao cấp của mình. Nếu bạn từng cảm thấy mất phương hướng hoặc bối rối trong cuộc hành trình này, thì đây là lúc để bạn biết rằng bạn không đi sai đường. Video này được tạo ra để hướng dẫn bạn và xác nhận rằng bạn đang đi đúng con đường được dẫn dắt bởi tiếng nói bên trong bạn. Bạn đang dần thoát khỏi những vai trò mà xã hội đã áp đặt lên bạn, những kỳ vọng, chức danh công việc và nhu cầu được chấp nhận. Hành trình đến sự hòa hợp với phiên bản cao cấp của bạn thường bắt đầu bằng việc buông bỏ những danh tính bề nổi này. Điều này không có nghĩa là những vai trò này không quan trọng, nhưng chúng không phải là thứ duy nhất xác định bạn là ai. Bạn sẽ nhận ra rằng con người thật của bạn vượt xa các vai trò như người lãnh đạo, cha mẹ, người bạn hay một công dân. Bản chất thực sự của bạn mạnh mẽ và phi thường hơn nhiều. Thế giới có thể nhìn bạn khác biệt hoặc thậm chí là hơi ngây thơ, nhưng ý kiến bên ngoài không còn quan trọng bởi bạn không tìm kiếm sự chấp nhận từ người khác. Thay vào đó, bạn đang chọn sự chấp nhận sâu sắc hơn từ phiên bản cao hơn của bạn và đang hướng về bản chất thật sự của mình. Khi bạn nhìn thấu sự kỳ vọng đó từ xã hội, bạn có thể thấy mọi thứ trở nên thật kỳ lạ. Giống như bạn đang tham gia vào một trò chơi cuộc đời mà ai cũng đang chạy mà không biết tại sao, hoặc họ sẽ đi đâu. Phản ứng lại, bạn quyết định bước ra khỏi máy chạy bộ không ngừng nghỉ này ngay cả khi bạn không có mục tiêu rõ ràng. Bạn biết rằng đó không phải là nơi phù hợp với con người thật sự của bạn. Nhận thức này đã là một sự thức tỉnh đáng kể. Bạn có thể nhận ra rằng mọi người cảm thấy không thoải mái xung quanh bạn, mối quan hệ có thể thay đổi, những cánh cửa bị đóng lại. Nhưng hãy yên tâm rằng những cánh cửa mới dành cho bạn sẽ mở ra. Phần thưởng mở ra cho bạn là sự hòa hợp với phiên bản cao cấp nhất của bạn. Một cuộc sống trong đó bạn không chỉ tồn tại mà còn trỗi dậy với niềm vui, có mục đích và sự hài lòng sâu sắc. Trong một thế giới thường ca ngợi tính xã hội và hướng ngoại, lựa chọn dành thời gian một mình cho bản thân có thể bị xem là kỳ lạ hoặc thậm chí là đi ngược xã hội. Nhưng trớ trêu thay, một số khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời thường xảy ra khi chúng ta muốn một mình. Dành thời gian tĩnh lặng không phải là việc từ chối thế giới, mà là một sự đón nhận sâu sắc bản thân và thường là dấu hiệu của sự khởi đầu trên hành trình tâm linh. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh đó, bạn có thể nghe những lời thì thầm của phiên bản cao hơn của mình mà không bị ảnh hưởng bởi ý kiến người khác hoặc tiếng ồn của thế giới. Lựa chọn tận hưởng không gian yên tĩnh của bạn tương tự như đưa chiếc gương cho tâm hồn của bạn. Bạn thấy mình thật rõ ràng,
không có bất kỳ biến dạng nào. Điều này không phải là dấu hiệu của sự điên rồ, mà là sự thể hiện rằng bạn cảm thấy trọn vẹn bên trong chính bạn. Bạn đã hiểu rằng hạnh phúc của bạn không phụ thuộc vào người khác hoặc hoàn cảnh bên ngoài. Nếu mọi người xung quanh bạn cảm thấy sở thích yên tĩnh của bạn khó hiểu hoặc thậm chí là quái dị, hãy nhớ rằng bạn không tìm kiếm sự chấp nhận từ họ. Thay vào đó, bạn đang chọn sự chấp nhận sâu sắc hơn, từ phiên bản cao cấp hơn và sát cánh với con người thật sự của bạn. Khi bạn bước vào hành trình này, bạn sẽ phải đối mặt với quá khứ và học cách tha thứ. Tha thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi bạn lựa chọn thực hiện nó, bạn đang giải phóng mình khỏi những gánh nặng đã từng giam giữ bạn. Bạn đang lựa chọn giải phóng bản thân khỏi những đau khổ đã từng làm bạn bế tắc. Khi bạn nói rằng sự tha thứ tự nhiên đến với bạn, đó là dấu hiệu của một sự thức tỉnh tâm linh sâu sắc. Sự tha thứ không đồng nghĩa với việc quên, nó đơn giản là thừa nhận những gì đã xảy ra, hiểu vai trò của cả bạn và người khác, sau đó giải phóng nó. Đó là món quà bạn tự tặng cho mình, một chiếc chìa khóa mở cửa đến với hòa bình trong tâm hồn và tự do. Khi bạn thực hiện một hành động tha thứ đáng kể như vậy, một số người có thể thấy bạn kỳ lạ, có thể nghi ngờ tâm trí của bạn hoặc chỉ trích quyết định của bạn. Nhưng họ không hiểu rằng bạn không thực hiện điều này cho họ, bạn làm điều này cho chính mình. Đó là cách bạn tự chữa lành, cách bạn giải thoát khỏi oán giận đã từng tràn ngập trong tâm trí bạn. Sự tha thứ không phải là dành cho người khác, mà là dành cho bạn. Đó là cách bạn giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích của quá khứ, và khi bạn dễ dàng tha thứ và bỏ qua những sự phê phán trong quá khứ, đó là dấu hiệu mạnh mẽ rằng bạn đang hòa hợp với phiên bản cao cấp của bạn. Trong bối cảnh tiếng ồn xung quanh cuộc sống, có một giọng nói yên tĩnh vang lên từ bên trong bạn, đặt ra những câu hỏi sâu sắc như tại sao tôi ở đây và mục đích cuộc sống của tôi là gì? Đáng ngạc nhiên, thường là trong những thời điểm khó khăn và mất mát, tiếng nói bên trong này trở nên rõ ràng hơn, thúc đẩy chúng ta xem xét bản chất thực sự của việc tồn tại. Mặc dù đau khổ có thể là một trạng thái không mong muốn, nhưng ý nghĩa sâu xa của nó có thể là một yếu tố thúc đẩy sự thức tỉnh tâm linh. Phiên bản cao cấp của bạn hiểu rằng đau khổ không chỉ là việc chịu đựng nỗi đau, mà còn là việc vượt qua nó để đạt được một mức độ nhận thức cao hơn. Điều bạn thực sự đang tìm kiếm là một sự kết nối sâu sắc với phiên bản cao hơn của bạn. Đây là khía cạnh của bạn tồn tại bên ngoài thời gian. Cái tôi vĩnh cửu này đại diện cho bản chất thật sự của bạn, ngoài vai trò và danh tính bạn đảm nhận trong thế giới thực. Trực giác cao cấp hoạt động như cách tâm trí của bạn giao tiếp với bạn. Nó tương tự như một người bạn đáng tin cậy luôn biết điều gì là tốt cho bạn, ngay cả khi bạn không biết. Khi trực giác của bạn được nâng cao, người bạn đó không chỉ thầm thì, mà còn hát lên những hướng dẫn mà nó truyền đạt rất rõ ràng và mạnh mẽ, đến nỗi nếu bạn phớt lờ, nó có cảm giác như một sự phản bội với chính bạn. Như thể bạn đang sống trong một thế giới và vũ trụ bên ngoài hoàn toàn hòa hợp với bạn và bạn thấy mình ở trong tình huống mà mỗi bước đi, mỗi chuyển động và mỗi quyết định đều cảm thấy như đã được dự đoán từ trước, nhưng lại vô cùng tự do. Bạn có bao giờ chú ý đến các tín hiệu vận động của cơ thể bạn khi bạn đứng trước ngã tư của một quyết định? Có thể là một cảm giác ngứa rang khi mọi thứ cảm giác đúng hướng, hoặc một cảm giác thắt lại trong bụng khi có điều gì đó không ổn. Cơ thể bạn là một người hướng dẫn tuyệt vời, đặc biệt khi trực giác của bạn được nâng cao. Đó không chỉ là về việc suy nghĩ, mà còn về việc cảm nhận sự thật sâu sắc trong toàn bộ cơ thể và sau đó là điều kỳ diệu mở ra. Đó là những sự trùng hợp phi thường, vượt xa khỏi sự ngẫu nhiên. Giống như vũ trụ nhẹ nhàng thúc đẩy bạn, xác nhận rằng bạn đang đi đúng hướng. Bạn có thể gặp ai đó mang đến câu trả lời cho những câu hỏi lâu nay của bạn, tìm thấy một cuốn sách nói trực tiếp đến tình huống hiện tại của bạn, hoặc có thể là một kết nối với kênh bậc thầy tâm trí của tôi. Và bạn tìm thấy mình ở đúng nơi và thời điểm cho một cơ hội bất ngờ. Những điều này không phải là tình cờ, chúng xác nhận rằng phiên bản cao hơn của bạn và vũ trụ đang cùng nhau hỗ trợ vì lợi ích của bạn. Nếu bạn đồng cảm với những dấu hiệu này, thì xin chúc mừng, bạn đang đón nhận một phiên bản mới của chính mình và cuộc đời của bạn bắt đầu sang một trang mới với đầy những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc này trong cuộc sống, vì bạn sinh ra là để trở thành con người bạn muốn trở thành.
Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy like và chia sẻ cho những người mà bạn yêu thương nhất, để họ có cơ hội được thay đổi cuộc sống như cách mà bạn đang thay đổi. Tôi chúc mừng bạn thành công và thịnh vượng.